đâu. Đi theo phá mà không làm gì. Đó. Cá đầu kiến. Cá đầu kiến. Mình xin chào cả nhà nha. Giấc này mình đi dở cửa ngục nha cả nhà. Qua mình đặt dưới cái mương nè. Có một cái gì đó. Mình ngày mới mình mến chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà cùng đi theo mình dở cửa ngục coi có dính được gì không nha cả nhà. Đi lại tới chỗ mình dở lên rồi mình quay cho cả nhà mình xem. Lu đâu vậy? Đi lu, lu. Lu, đi. Chứ đi. Chứ đi đâu? Đi. Cao kiến à. Hết sức cao kiến luôn à. Còn gì đắng vậy? Cao kiến không? Cái nhà mình đặt bên kia hả, có hai cái á cả nhà. Rồi ai vô lấy hết hai cái có ngục của mình rồi. Giờ mình còn có bốn cái à. Biết ai đi vô trong vườn của mình rồi lấy luôn. Giờ mình còn có bốn cái có ngục à. Lu thì theo không phụ gì hết trơn, phá mà phá đâu mà lu. Đó, cái bông cát mẹ không phụ được phá trong không đi lu. Quật cá lầu kiến nè, quá sức rồi. Này cá lầu kiến đi theo phá mà không làm gì. Đó. Cá đầu kiến. Cá đầu kiến. Tôm nó nằm trong đây.
cả ấy hết sức. Tạo lâu kiến. Cái nào? Đứng nữa rồi. Quá lẹ. Vô. Hết sức. Quá sức, còn con nữa. Tôm vô luôn con tôm đó nè cả nhà. Hả? Giờ đây được có 6 cái có ngục rồi, vô lấy hết 2 cái à. Đặt bằng mương mình mà cũng vô lấy nữa. Này chạy cá lục kiến. Quá chạy cá lục kiến. Vô trong vợ cái kia. Mày đẹp con gì em. Đổ xong hết trơn nè cả nhà. Nói gì được con tôm. Tôm này cũng rộng. Mới cá lục kiến nè cả nhà. Cá lục kiến nè. Hết sức. Cá
Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đi luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay, cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình đó nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.